Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên bán hàng của kênh Lan Rừng Tuyết Kha ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Hôm nay thì em có về thêm một số mặt hàng. Đấy, và sau đây em sẽ chia sẻ cùng với mọi người nhé. Và số điện thoại để các bác có thể liên hệ mua lan bên em là 0914 996 482 ạ. Cái số điện thoại này thì em cũng có sử dụng Zalo luôn. Thế nên là các bác có nhu cầu loại nào thì sẽ kết nối với cái số điện thoại em vừa mới nêu nhé. Đầu tiên là cái chậu hài đuôi công. Hôm nay thì em có một chậu duy nhất này thôi. Đấy. Cái này thì do là cái giá thể nó cũng khá là tơi nên là nếu mà bác nào chốt thì em sẽ nhổ lên để gửi cây thôi nhé. Cái khóm này là 80.000 ạ. 80.000 cái khóm này nhé. Hai đuôi công ạ. Tiếp theo em có một cây lào ticus. Đây, một cây thì gồm có hai thân như thế này. Đấy. Cái cây này là 400.000 các bác nhé. 400.000 cây này. Cái mặt hoa của lào ticus rất là to, bông to và đẹp, màu hồng hồng ạ. Tiếp theo là lê côn. Lê côn em cũng có hai thân đây, một thân nhỏ tách rời này đó, và một thân to, thì cả hai thân này là 200.000 các bác nhé. 200.000. Tiếp đến hàng cốc thì em có hài hồng này. Hài hồng thì vẫn 90.000 một cốc ạ. Em thanh lý 90.000 cốc hài hồng. Tiếp đến là mau đi xanh. Mau đi xanh thì 200.000 một cốc. Đấy. Ngoài ra thì em cũng còn một ít mau đi đỏ. Còn 3 cốc mau đi đỏ này cũng là 200.000 một cốc. Bên trong này là cái sắc hâu. Sắc hâu này có khách đặt rồi. Đây, sắc hâu em còn một cây này thôi. Cây này thì cũng có lá kẻ này các bác ạ. Đấy, cái lá gốc này hơi kẻ kẻ này. Cái sắc hâu này thì hay có lá kẻ. Cái cây này thì bình thường em bán giá là 200.000 thì hôm nay còn một cây. Em để giá là 190.000 nhá các bác ơi. 190.000 sắc hâu lai. Đấy là các cái hàng cốc. Tiếp theo em có hái Helen 40.000 một lạng. Helen 40.000 một lạng, vừa qua mùa hoa mất rồi. Hài táo thì cả lô này sẽ là 150.000 và em sẽ tặng kèm một ít vân nam này nhé các bác nhé. Đấy, có mấy cây vân nam nó cũng không được đẹp rồi, về cho các bác vào vườn đó. Đấy, 150.000 hài táo và em sẽ tặng vân nam. Còn nếu như bác nào lấy lẻ thì sẽ là 40.000 một lạng hài táo. Em sẽ ưu tiên bác nào lấy cả lô nhé. Đấy, em sẽ ưu tiên bác nào lấy hết cả lô táo này để em tìm nhập hàng mới ạ. Tiếp đến là hài mốc hồng. Cây này là cây gấm này. Sao lại lẫn cả gấm ở đây. Mốc hồng thì em bán lẻ sẽ là 15.000 một lạng. Mốc hồng thì cây nó nhẹ nên là được một lạng cũng được rất là nhiều. Cái lô này khá là đẹp cả nhà. Đây này, nhiều lá, bản lá to. Và mốc hồng thì cũng sắp sửa đến mùa mèo nụ rồi. Đấy. Các bác lấy cả cân thì sẽ là 120.000 nhé. Hái mốc hồng 15.000 một lạng, cả cân sẽ là 120. Tiếp đến là hái coxy. Giá cũng như mốc hồng ạ. 15.000 một lạng và 1 ký sẽ là 120.000. Đây là bỉ ngạn hoa vàng. Bỉ ngạn hoa vàng 90.000 1 kg. Và sau đây em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Cái chậu nhà em thì còn một bông đang nở. Đây là cái chậu nhà em trồng đây. Thì cái cây nào nó khỏe hơn thì nó sẽ phát triển trước và nó sẽ ra hoa rồi đây này các bác ạ. Đó, còn một số cây phát triển sau thì bây giờ nó mới bắt đầu nhú mầm hoa. Thế nên là những khách nào mà mới đây mua với em ấy thì chắc là giờ ngồng hoa nó cũng nhú lên rồi phải không ạ? Còn đây là mặt hoa này, nó lại tuồn ra phía bên ngoài bờ rào mọi người ơi. Đây để em kéo nó vào sợ nó gãy rồi nhỉ.
Bỉ ngạn này thì khá là bền hoa, nó được tầm 2 tuần. Ôi cao quá. Đây, mặt hoa đây nhá mọi người ơi. Đây, 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 đây. Đấy. Đó, đây là hoa bỉ ngạn vàng ạ, em đang có bán đây. Đấy. 90.000 1 kg. Cũng khá là đẹp đấy ạ. Tiện đây thì em giới thiệu luôn với các bác hai cái cục dâu rồng đây. Đó. Em có hai dề. Cái này thì về các bác chỉ việc treo thôi, nó mọc rồi nhá. Đấy, đang mọc rất là tốt rồi. Cái dâu rồng này thì ưa ẩm nên là về các bác tưới nhiều cho em. Tưới càng nhiều thì nó không sợ nó chết đâu ạ. Đấy, tưới càng nhiều thì nó càng tốt, chứ để khô thì nó lại bị khô, bị chết. Cái này em tưới rất là nhiều luôn. Thì có cái dề ở phía trong này sẽ là 120.000 các bác nhé. Đây, cái dề đây, thì em đang quay đây, thì sẽ là 120.000. Còn cái dề bên trong này là 90.000 ạ. Đấy, dề này 90.000, dề này thì ít mầm hơn. Cái này thì không có hoa đâu mọi người ạ. Đây, cái ngọn nó chỉ như này thôi. Và về các bác treo để xanh vườn thôi. Cái này thì chỉ để xanh vườn thôi, không có hoa. Em chỉ có hai dề này. Hôm nay em về ít hài hương này. Đấy, một ít thôi. Chỗ này được mấy lạng. Và cái hài hương thì hôm nay em không có thời gian làm hình nên là em sẽ bán theo lạng nhé, cả nhà nhé. Một lạng là 150.000. Đây em cân thử một lạng cho mọi người xem. Đây. Đó, đây là một lạng này. 150.000 thì sẽ được khoảng bằng này cây. Đây. Đây là cây khá là to rồi. Còn nếu cây nhỏ hơn thì sẽ được nhiều hơn. Còn nếu mà các bác muốn lấy dề thì sẽ được ít hơn nữa. Đây ví dụ như dề này. Dề này là tròn một lạng luôn này các bạn. 150.000. Đó. Hài hương 150.000 một lạng. Tiếp theo em có cái lô nghệ tâm này. Đây cả lô này thì em bán giá là 300.000. Và em sẽ bao ship cho cả nhà nhé. 300.000 cái lô nghệ tâm này và bao ship luôn. Có cả dề, có cả rời, hàng rời. Đấy, có cả hàng rời, có cả dề. Tiếp theo là hài gấm. Hài gấm cái chỗ này. Cả cái rổ hài gấm này là 120.000 các bác nhé. 120.000. Đấy. Bao gồm có một số dề. Đây như dề này khá là to này. Hôm nay hàng về ít quá nên là em lười. Nếu mà bác nào lấy hết cả lô thì em sẽ ưu tiên. Còn nếu mà lấy lẻ theo lạng thì sẽ là 15.000 một lạng. Nhưng mà cái lô này chỉ có cái dề này là đẹp nhất thôi. Đây, cây lẻ đây. Đấy. Thì nếu mà lấy hết cả lô sẽ là 120.000 ạ. Tiếp theo là long nhãn. Long nhãn thì em bán giá là 80.000 1 kg. 80.000 1 kg. Long nhãn thì cũng rất là nhẹ, một cân thì cũng được khá là nhiều. Tiếp đến là mạc xuân. Mạc xuân thì cũng là 80.000 1 kg, hoa nở Tết các bác nhé, rất là thơm luôn. Đấy, hôm nay thì em chỉ có được một ít này thôi. Hai bó. Đấy. Hai bó. Cái này rau vừa rồi ở Cao Bằng mưa to nên là bị dân đi lấy cái lá nó bị tí bùn thôi, hơi bẩn tí thôi, không sao cả, không ảnh hưởng gì đến cây đâu các bác ạ. Đấy, tiếp theo là kiếm đỏ này. Kiếm đỏ thì cũng giá là 80.000 1 kg. 80.000 1 kg. Còn đây là mạc thu. Mạc thu em thấy dân người ta gọi là tứ thời. Đây vẫn còn, đây vẫn còn một ít hoa đây các bác ạ. Đó, hoa màu xanh này, hoa màu xanh trắng này. Đấy, nó cũng vừa vừa mới qua mùa hoa. Em nghĩ là nó là dòng mạc thu, nhưng mà em thấy người ta đi rừng lấy cho em thì bảo là tứ thời. Nhưng mà trước em được bán tứ thời rồi thì em thấy cái thân của nó
thân của nó khác khác cơ. Em cũng không nhớ rõ nhưng mà cảm giác nó khác khác. Thì bây giờ nó đang mùa hoa thì thôi em cứ gọi là mạc thu nhá, chứ không biết, cũng chưa biết tên chính xác của nó là gì. Đấy. Cái lô này thì hầu như là gần như là toàn bộ là cây giống thôi. Đấy, cây nhỏ nên là 1 cân thì cũng khá là dôi, được khá là nhiều. 1 cân em bán giá là 120.000 ạ. 120.000 1 kg mạc thu. Tiếp theo là hải vệ nữ. Hải vệ nữ, các bác lấy lẻ thì sẽ là 50.000 1 kg. Từ 5 cân trở lên, lấy từ 5 cân thì em sẽ tính giá là 40.000 1 kg. Và các bác lấy 10 cân thì sẽ là 30.000 1 kg nhé. Hôm nay em về được khá là nhiều hải vệ nữ. Đó, nên là nhận xỉ cho các bác vào vườn để quay mặt hoa, biết đâu lại trúng cây va đúng không các bạn? Tại vì khách em thì cũng có một số người có được cái mặt hoa vệ nữ xanh rồi. Khá là nhiều đấy, 4-5 người gì đấy rồi. Bởi vì em bán cũng mấy năm nay nên là cái số lượng vệ nữ bán ra thì cũng cực kỳ là nhiều luôn. Bây giờ thì chưa thấy có mèo nụ gì đâu. Chắc là tầm khoảng sau Tết đi các bác ạ. Đấy, lẻ thì sẽ là 50.000 1 kg. Tiếp theo là hài dâu xanh. Hài dâu xanh thì em bán cả ký với cả lạng thì cũng đều đồng giá nhé. 1 ký sẽ là 100.000, còn 1 lạng là 10.000 các bác nhé. 1 lạng 10.000, cả ký thì sẽ là 100.000 ạ. Đấy là những cái mặt hàng mà hôm nay em có đấy. Đó, các bác xem có nhu cầu lấy loại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914 996 482. Em xin phép được tạm dừng video ở đây nhé. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Bye bye cả nhà.